Hôm nay Trần Anh review là những mẫu xe còn lại bên Trần Anh nha. Đây là chi nhánh số 4 bên Trần Anh nè, dưới gốc cây thông dè nè anh em. Trần Anh có hai gốc cây thông dè luôn anh em nha. Trước tiên là mẫu Atit, sản xuất năm 2005. Hàng đẹp nha anh em, chuẩn chu, gia đình. Mẫu này hỗ trợ góp cho anh em 30 triệu. Đang bán với giá là 180 nha. Nè anh em, anh chị thấy chiếc xe gia đình nhìn đẹp không? Màn hình rồi full hết toàn bộ tất cả các tính năng, sạch sẽ, tắp bi cũng vậy anh em. Đó anh em lấy mẫu này về anh em đi gia đình, ghế nỉ hết toàn bộ nha anh em. Đó anh chị, chất xe nè, tắp bi nè, tắp bi những vân gai nó còn in sâu như thế này, không một tí phai mờ luôn. Cuốn qua vợ chủ nhà thay mới 100% luôn anh em. Riêng vỏ là không phải suy nghĩ rồi. Động cơ dung tích làm việc 1.8 dẫn động cầu trước nha anh em. Corolla tiếp. Em này đi thương hiệu bền lắm. Đây là khách hàng nữ tới Trần Anh nhận xe nè. Đấy, khách hàng là fan của Trần Anh đó. Cơm không ăn ngủ không yên luôn anh em. Vì gì ạ? Vì giọng nói của Trần Anh nó dễ thương đó. Anh em thấy Cru không? Cru 2010. Đồ chơi phun kính, nước sơn thùng mình bóng lắm, không một tí trời luôn. Sơn rin em này ở đâu đó 70-75%. Anh chị coi từ những mí nối nó liền cỡ này mà. Thường thường cái xe mà bị va quẹt nhiều hay là bị dặm tước sơn nhiều á, mấy chỗ này nó sẽ vên, nó vên nha. Đây rất đều, đó, thùng mình nè. Anh chị thấy đẻ chưa? Số tự động nha, mẫu này chạy qua thời gian 5 tháng. Chủ nhà có làm máy thôi, mình báo luôn máy êm lắm. Còn xe cũ thì anh em phải hiểu như thế này nè. Đã xác định mua xe cũ, làm máy rồi anh em đi, anh em yên tâm. Còn chưa làm đến lúc anh em về anh em làm, rất là tốn tiền nha. Số tự động nha anh em. Giá em này cực kỳ là thơm thảo cho anh em luôn. 200 mẫu này anh em mua cho anh sẽ bớt cho anh em 10 triệu 190. Hợp lý chưa? Ghế đi đô là ghế da hết toàn bộ nha anh em. Vô lăng đẹp nè. Anh em thấy máy 1.8 không? Bạn này là bạn có ABS full hết toàn bộ tính năng cho anh em. Riêng số tự động sẽ có ABS và nó sẽ là máy 1.8. Sơn đẹp lắm, đèn đuốc sáng trưng, không một vết trời luôn. Màu vàng két. Phân khúc C chạy 9 lít nha anh em. 1.8 số tự động đi 9 lít cho anh em. Từ nước sơn, từ mặt ca lăng mới tinh luôn anh em, thấy sạch sẽ không anh em. Đó, gia đình đi mẫu này quá trời đẹp. Đăng kiểm tháng 8 2025 luôn nha. Đăng kiểm mới cho anh em. Hồ sơ pháp lý, ký rút hồ sơ đầy đủ cho tất cả bà con cô bác nha. Bên đây còn một mẫu Kia Morning 2015 nè. Đây là mẫu Kia Morning 2015. Một mẫu xe tầm trung, ít tiền mang lại hiệu quả cao cho bà con kinh tế. Về mà muốn có khả năng mà kiếm thêm thu nhập, thụ động bản thân là lấy mẫu này về chạy dịch vụ nè. Ok, bản thân của em này là không có dịch vụ nha anh em. Nó là xe bạn thiếu nhưng không có dịch vụ. Đó, mình báo thẳng luôn. Sơn si chạy qua thời gian 5 tháng, dặm trước, cạn sau có sơn dặm. Mình báo nha. Máy móc cũng có canh chỉnh. Báo luôn số rin. Được chưa anh em? À, mẫu gia đình nè. Anh chị coi nè. Gia đình thì cái chất xe vân ga nó mới được như thế này nè. Tắp bi cũng vậy nè. Dịch vụ có được vậy không ạ? Nó coi về là biết rồi. Đó, mình báo xe chuẩn lắm. Anh em lấy về anh em chạy thôi. 160 bước 5 còn 155 bao rút hồ sơ. 51F32044. Phong dáng của em Kia Morning 2015. Sạch lắm. Chung về anh em nhìn từ dàn đồng, dàn bâm, dàn vỏ, dàn nội thất, tắp bi, tắp lô sạch sẽ liền lạc lắm. Bốn vỏ chủ nhà thay mới tinh. Đây là dàn mâm vỏ nè, anh em thấy vỏ. Vỏ về là bà con phải tốt một ngàn nào mà thay vỏ đâu. Máy dầu. Xe này 2009 số tự động. Xe nằm lâu quá, anh trai cọc 30 triệu nhưng mà anh trai kẹt tiền, anh trai kêu cho anh trai xin lại 25 triệu. Còn anh trai làm việc khác, để bữa nào anh trai có tiền rồi anh trai qua anh trai lấy. Hiện tại chẳng anh vẫn đang giữ anh trai là có 5 triệu thôi. Cọc 30 thì trẻ 25 rồi, để người ta có cơ hội người ta làm việc khác nha anh em. Mình trả tiền cho khách, mình không có lấy tiền đâu. Khách cọc xe này chắc nửa tháng rồi. Anh trai có tranh thủ qua lấy cho Trần Anh với, tội nghiệp em quá. Nếu mà anh trai không lấy thì Trần Anh lại phải trả cọc nữa cho anh trai nha. Trả cọc nữa thì đăng bán lại. Bây giờ cứ đăng luôn đi, anh chị nào mua thì cho anh. Trần Anh chắc phải đàm thoại lại với anh trai tí xíu. Đây anh trai nha. Đó, xe này thì mình cũng đã nói luôn rất là rõ tình hình trên clip
số tự động bản 4 túi khí, bản 4 túi khí, giá cực kỳ hợp lý, 280, bao rút hồ sơ cho anh em, được cho anh em, nội thất ở trong anh em, bao xịn mịn cho anh em, số tự động nha, máy móc chạy qua là thời gian anh Thắng có làm máy luôn rồi, có làm số luôn rồi, đó là mình báo luôn chứ mình không giấu, nha anh em nha, được cái form mới, mâm phay, mâm 18 luôn, ok, anh em nào quan tâm mẫu Ford Red 2009, bản Limited alo cho Trần Auto. Một mẫu xe quốc dân, ít tiền giá thành sinh viên, có tầm giá 75 triệu cho anh em. Ford Laser, em này 1.8 bản đủ đèn ống luôn nha anh em. Màu xanh vỏ dưa, chủ nhà option lên đồ chơi kính, em này máy còn chất lắm. Chạy cả 19-20 năm rồi, máy số canh chỉnh nhẹ thôi. Nhà mặt sơ mi của buồng đốt còn nguyên rin, chưa mở luôn anh em. À, từ vân gai, cần thắng tay, nè củ số, nè đã không? Trang bị là túi khí, chủ nhà đã lên màn hình Android, lên hệ thống loa súp, dàn trần là dàn trần rin hết. Mẫu này anh em so với mẫu nào ạ? So với những mẫu xe Lacetti thì anh em sẽ chọn mẫu Ford Laser hay mẫu Lacetti. Nhưng cái ưu điểm của nó là chạy không có chuyện mà ho leo sùng ở dọc đường đó. Riêng đẹp 5-700 cây là bình thường. Nhưng ngược lại đồ Ford thì thay nó hơi mắc, đồ đẹp thay thế dễ thay dễ sửa, nó hơi mắc tí xíu. Mẫu này so sánh với mẫu Lacetti hay là Genche, anh chị sẽ chọn mẫu nào? Chắc chắn mẫu Ford thương hiệu của Mỹ mà. Gầm không có tí mục mọt, anh em thấy gầm đẹp. Bốn vỏ mới tinh. Đó, gia đình lấy mẫu này về chạy anh em. Đồ chơi option bán một cái mẫu xe chỉ là một cái mẫu xe tập lái cho anh em thấy chất cỡ này. Anh em thấy không? Có mấy chục triệu thôi anh em yên tâm đi. Máy móc cho anh vẫn đứng ra bảo hành cho anh em qua 5 tháng đàng hoàng. Nha anh em, xe này chẳng anh bao chạy anh em, bao chạy xuyên Việt cho anh em, dám khẳng định một câu luôn. Đăng kiểm tháng 2 2025. Mẫu này đăng kiểm 6 tháng một lần nha anh em. Được chưa? Nếu quan tâm mẫu Ford thì alo cho Trần Anh ô tô. Hàng Captiva khách cọc rồi. Hai đứa em coi clip Trần Anh khá lâu rồi, 3-4 năm rồi. Ta cũng làm công nhân, kinh tế cũng khó khăn. Ta qua người ta cọc, qua tháng Giêng người ta lấy. Đó, mẫu kép nè. Đây anh chị, 2016 Innova 2016 form mới nha bà con. Hai đời chủ, gốc Sài Gòn, rút hồ sơ về 88. Đây bà con, gia đình không khoan đục không dịch vụ, E chuẩn nha. Mẫu này anh em phải phân biệt có hai bản nè, bản E nâng và bản E chuẩn nha bà con. Đây anh em, chìa khóa nè, chìa khóa của E chuẩn nè, tích hợp xi nhan ABS, đầy đủ tất cả các tính năng rồi. Đây anh em, nè, tắp bi nè, vân gai nè, anh chị đã không? Tay nắm của em nó là tay nắm inox nè. Anh chị nhìn vô lăng nè, nó vô lăng của E chuẩn nhìn đã không? Đồng hồ kim vàng hết toàn bộ nha, nó đúng E luôn. Và cái hai cân nặng của nó là 1550kg nè. Còn Di chỉ có 1535 nha, báo thẳng như vậy. Anh em nào chưa rành thì cho anh báo trên clip cho anh em, sau này anh em mua xe anh em lựa ra được cái xe ok luôn. Được chưa? Đó đẹp không? Dàn trần nguyên xi hết. Nhưng chủ nhà đi xe này chạy kỹ lắm. Anh em nhìn đời 2016, anh chị nhìn cái trần nỉ của em nó là không một vết chày gì trên trần luôn. Và ghế ở trong nội thất đẹp lắm nha anh em. Ở gia đình em này máy số rin nha anh em. Anh em lấy mẫu này về chạy. Sở hữu toàn bộ hệ thống bơm Lai Giang R15, 4 vỏ mới tinh rồi. Về là khỏi thay vỏ luôn. Đó là mẫu E chuẩn, phía sau đèn lồi. Đèn lồi, đèn vạch nè. Đây, chờ anh coi là đèn lồi đây. Phía sau lồi đây vạch, vạch ngang nè. Có cái vạch ngang anh em thấy không? 15, 16 một form thôi anh em. 14, 15, 16 một form hết toàn bộ nha anh em. Đó. Bản Di thì vẫn có ABS đó. Nhưng mà anh em phải phân biệt được cái khối lượng của cái con xe và dàn mâm và dàn nội thất nó như thế này. Đó, E chuẩn, được chưa? Anh em là thích mẫu E chuẩn này thì anh em alo cho Trần Anh ô tô. Giá này 320 bước 10 còn 301, hồ sơ bao rút cho anh em luôn. Hợp lý chưa? 2016. Bên đây Trần Anh còn tiếp tục một mẫu dây. Giá thành có 135, hồ sơ bao rút. Mẫu này hỗ trợ cho anh em góp 30 triệu. Hàng đẹp. À, ghế nỉ nè. Ghế nỉ xanh anh chị nè. GL nha. Chuẩn GL luôn anh em. Em này máy số nguyên nha, máy số chưa làm anh em nha.
Đó, tapi đẹp, tapi phòng hết toàn bộ. Mâm mâm đúc nguyên bản GL, 4 vỏ nó về khỏi thay. Riêng vỏ là về khỏi phải suy nghĩ đi. Nè, vô lăng đẹp nè, sạch sẽ nè. Liền không? Nó chuẩn GL luôn. Anh em nào quan tâm mẫu này thì alo cho Trần Anh Auto. Đây là khách hàng VIP bên Trần Anh nè. Đây. Thằng em này nó coi kênh Trần Anh mấy năm rồi. À không không. Không không lên sóng à, anh sorry. Hai vợ chồng ngài không không cho lên sóng. Rồi vậy thôi anh em. Anh em nào quan tâm mẫu này rồi anh em alo cho Trần Anh Auto. Từ trăm trăm mấy có hết, hỗ trợ góp toàn bộ cho cô chú anh chị nha. Em chào anh chị nha.